Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận danh sách trích ngang hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 từ Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó có 42 hồ sơ được các cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ người tự ứng cử. Đồng thời, tiếp nhận 188 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó 185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 hồ sơ người tự ứng cử. Theo quy định chậm nhất là vào ngày 16 tháng 3 năm 2021, trước ngày bầu cử 68 ngày, Ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành việc chuyển hồ sơ ứng cử đến Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ diễn ra chậm nhất là ngày 19 tháng 3 năm 2021.